Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tiết lộ nguyên nhân khiến bốn con giáp bị người đời xa lánh ghét bỏ, cuộc sống cô quạnh đau thương. Những con giáp bị ghét nhất dưới đây thường chẳng ý thức được tính cách không tốt để mà sửa đổi. Chính vì vậy mà họ chẳng nhận được sự yêu mến của những người. Tuy nhiên, nếu biết cách sửa đổi thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều đó. Bạn có muốn biết họ là ai, làm thế nào để tìm ra lý do họ bị ghét và thay đổi tính cách đó không? Hãy cùng Lịch Nghề Tốt theo dõi ngay sau đây nhé! Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Nghề Tốt. Hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé! Tuổi Dần thích bắt nạt. Người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán, ai cũng công nhận ưu điểm đó của họ. Thế nhưng, đi cùng với ưu điểm đó lại là khuyết điểm họ không mấy khi chịu sửa chữa, đó là thích bắt chẹt những người yếu đuối hơn mình. Con giáp bị ghét nhất này thường hay làm vậy và cảm thấy việc làm của mình chẳng có gì sai cả, bởi họ quan niệm cá lớn nuốt cá bé chính là quy tắc để tồn tại. Những người mạnh mẽ hơn họ luôn ép buộc họ, vậy thì tại sao họ lại không thể gây khó dễ với những người không tài giỏi bằng mình? Vì thế, cho dù bị nhiều người phê bình, chỉ trích vì mặt tính cách này, họ cũng chẳng bao giờ áy náy hoặc có ý định sửa chữa cả. Đây chính là nguyên nhân khiến con giáp này không nhận được sự yêu mến của nhiều người. Tuổi Thìn kiêu căng. Người tuổi Thìn thực sự kiêu ngạo, họ luôn cho rằng mình tài giỏi hơn người khác, nên chẳng bao giờ nghiêm túc đánh giá mọi người xung quanh mình cả. Họ rất muốn nhận được sự khâm phục và yêu mến của mọi người, thế nhưng họ lại chẳng hay biết rằng cái tính kiêu ngạo của chính mình là điều khiến mọi người cảm thấy khó ưa nhất. Họ luôn tỏ thái độ coi thường người khác, nghĩ rằng mình cao siêu hơn hẳn người khác nên chẳng bao giờ chịu nghe lời khuyên bảo, nhắc nhở dù rất chân thành. Cá tính này cũng khiến họ chẳng nhận ra khuyết điểm của mình để thay đổi theo hướng tích cực. Vì thế, nếu con giáp bị ghét nhất này muốn mọi người có cái nhìn tích cực hơn về mình, thì tốt nhất hãy thay đổi tính xấu, khiêm tốn hơn khi giao tiếp với mọi người. Tuổi Tuất hay nói xấu. Thực ra, tuổi Tuất có một thói quen rất không tốt, ấy là thích nói xấu, gièm pha người khác. Họ không thích nhìn thấy mọi người yên ổn nên thường dành nhiều thời gian để nghe ngóng, soi mói chuyện của mọi người rồi kể cho hết người này đến người khác, gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Đến khi mọi chuyện vỡ lở, sự thật bày ra trước mắt, người tuổi này vẫn sẽ chối đầy đẩy. Đây chính là điều khiến mọi người thấy rất không hài lòng. Cho dù biết mình làm như vậy là không tốt, thế nhưng đây là trở thành bản tính của họ, khó mà sửa đổi được. Họ chỉ có thể ngừng một thời gian, sau đó lại tiếp tục làm như vậy. Mọi người biết tính xấu này của họ nên thường cách chọn xa lánh, không giữ mối quan hệ thân thiết. Tuổi Hợi lười biếng. Chẳng ai lại ưa nổi một người lúc nào cũng lề mề chậm chạp, làm chậm tiến độ, thậm chí là hỏng việc của mọi người. Thực chất người tuổi Hợi không hề ngốc nghếch, thế nhưng họ lại rất lười biếng, dường như họ chẳng mấy khi chịu cố gắng làm bất cứ việc gì. Thậm chí khi tất cả mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, con giáp này chưa xong việc nhưng vẫn có vẻ rất thản nhiên. Họ không biết mình làm như vậy là ảnh hưởng đến cả tập thể. Vì vậy, nếu con giáp bị ghét nhất này muốn nhận được sự yêu mến của mọi người, tốt nhất là hãy thay đổi cái tính xấu lười nhác của mình. Hãy chăm chỉ cố gắng vì tập thể và cũng vì tương lai của chính mình nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Nghề Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.